Xin chào các khán giả yêu quý của kênh Ngẫm Nhân Tâm. Cổ nhân dạy, người khôn ngoan, phúc khí lớn trên thân có bốn đặc điểm này càng về già càng hưởng phúc. Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng, thiên đạo thù cần, tức là đạo trời ắt sẽ ban thưởng cho người cần cù, chịu khó. Đây thực chất không phải là câu nói để an ủi và khích lệ con người trong cuộc sống hàng ngày, mà nó còn là đạo lý nhân sinh sâu sắc, suy rộng ra. Câu nói ấy chính là muốn nhắc nhở mỗi người phải biết học cách tu dưỡng cho bản thân những phẩm chất tốt đẹp, không ngừng chăm chỉ và nỗ lực bồi đắp nhân phẩm, khí chất và sự lĩnh ngộ với sinh mệnh. Chỉ khi có tu dưỡng thì chúng ta mới làm chủ được bản thân và có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh hay thời điểm nào. Bên cạnh đó, nếu nhân phẩm của chúng ta được đánh giá cao, người khác sẽ nguyện ý tiếp xúc với ta nhiều hơn. Các mối quan hệ cũng nhờ đó được cải thiện, thậm chí là ngày càng thăng hoa. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì không phải ai cũng thấu hiểu những lời cổ nhân nhắn nhủ để có thể cải biến vận mệnh cho bản thân mình. Duy chỉ có người mang trong mình bốn đặc điểm này mới xứng đáng là người có tu dưỡng. Về già ắt sẽ được hưởng phúc báo. Cụ thể đó là những đặc điểm nào? Quý vị có sở hữu những điểm đó hay không? Hãy cùng Ngẫm Nhân Tâm lắng nghe và chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Đặc điểm thứ nhất, có tấm lòng từ bi, nhân hậu. Cổ nhân từng nói, nhân hậu là người sống trên đời này nhất định cần phải có lòng khoan dung độ lượng nhưng cũng không thể thiếu đi lòng từ bi thiện niệm. Giúp đỡ người khác thật ra cũng chính là đang tạo phúc báo cho chính mình. Có một câu chuyện như thế này. Sau nhiều năm buôn bán phát đạt, anh quyết định mua một mảnh đất ở ngoại ô thành phố để xây nhà. Mảnh đất có khu vườn trồng rất nhiều cây vải thiều trăm tuổi. Anh lựa chọn mảnh đất này cũng chỉ vì vườn cây, bởi vợ anh rất thích ăn vải thiều. Một vài người bạn khuyên anh rằng trước khi khởi công xây dựng thì nên tìm thầy phong thủy, tránh phạm vào những điều đại kỵ. Anh vốn chẳng tin vào chuyện tâm linh nhưng vì vợ vô cùng tán thành ý tưởng này nên anh mới đồng ý tìm một nhà phong thủy có tiếng xin chỉ giáo. Sáng hôm ấy, anh lái xe đưa thầy phong thủy đến thăm mảnh vườn ở ngoại ô. Trên đường không có quá nhiều xe cộ qua lại, nhưng hễ có xe nào muốn vượt lên trước anh đều nhường đường cho họ vượt. Thấy vậy, thầy phong thủy liền nói với anh, "Ồ, anh lái xe quả là rất vững tay." Nhưng anh chỉ cười rồi nói, "Họ muốn vượt chắc là có chuyện gấp, lẽ mình lại nào giành đường với họ sao?" Khi đến thị trấn, đường ở đây nhỏ hơn so với đường trong thành phố nên anh phải giảm tốc độ của xe. Lúc ấy xe đang tà tà chạy thì đột nhiên có một bé trai lao ra giữa đường, khiến anh phải đạp phanh gấp. Đợi khi đứa bé chạy qua, anh không vội vàng lái xe đi mà nhìn vào con ngõ như chờ đợi điều gì đó. Và đúng như anh nghĩ, một bé gái chạy qua xe anh rồi đuổi theo cậu bé ban nãy. Trên môi vẫn cười tinh nghịch, thầy phong thủy hỏi, "Vì sao anh biết vẫn còn đứa trẻ khác ở phía sau?" Anh nhún vai trả lời, "Trẻ con nếu không nô đùa với nhau thì sẽ không vui vẻ đến thế." Thầy phong thủy giơ ngón tay kia lên tán thành, "Anh đúng là người có tấm lòng lương thiện." Khi xe đến khu vườn, anh vừa xuống xe liền nhìn thấy đàn chim vội vã bay vút lên cao, dường như sợ hãi điều gì đó. Anh liền nói với thầy phong thủy, "Chúng ta hãy đợi một chút rồi hẵng vào." Rồi anh giải thích, "Trong vườn chắc chắn có trẻ con đang trộm vải thiều. Giờ chúng ta vào sẽ khiến chúng giật mình. Chẳng may ngã xuống đất thì nguy hiểm lắm." Thầy phong thủy nghe vậy, im lặng một vài giây rồi nói, "Khu đất này của anh, không cần xem cũng biết là phong thủy đều rất vượng." Lần này đến lượt anh kinh ngạc. Anh cứ ngỡ là bản thân vừa làm gì đó khiến ông thầy Phật ý nên mới từ chối xem long mạch cho mình. Nhưng thầy phong thủy chỉ cười rồi nói, "Anh là người lương thiện, ở đâu có anh thì ở đó phong thủy đều tốt đẹp." Quý vị thân mến, lòng tốt quả thật còn khó có được hơn cả trí thông minh. Bởi trí thông minh là một món quà, còn lòng tốt chính là một sự lựa chọn. Khi chúng ta làm việc tốt, tùy theo nghiệp trong quá khứ của mỗi người mà có thể là sẽ không được đền đáp ngay lập tức. Nhưng đời người là một ván cờ lớn, cứ tích lũy dần thì lòng tốt ấy sẽ biến thành sức mạnh. Tất nhiên chúng ta làm việc tốt không phải vì truy cầu bất cứ điều gì mà đó là xuất phát từ thiện tâm. Nhưng ở hiền thì chắc chắn sẽ gặp lành. Lòng tốt sẽ có được phúc báo. Người biết giữ gìn thiện niệm của bản thân thì cuộc sống ắt sẽ trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hy vọng rằng mỗi người chúng ta đều có thể dùng lòng tốt của mình để gột rửa thế giới đầy ô nhiễm này. Đặc điểm thứ hai, biết khiêm nhường và bao dung. Trong Thái Can Đàm có câu, đất thấp thành biển, người thấp thành vương. Kỳ thực, từ xưa đến nay, những người thật sự lợi hại sẽ là những người rất khiêm tốn, ung dung thản đãng,
Họ không bao giờ tùy tiện phô trương hay khoe khoang tài năng hay thành tích của bản thân. Họ thường âm thầm cố gắng và tích lũy nội lực cho bản thân, chờ đến lúc có thể tỏa sáng chói lọi. Có một câu chuyện như thế này. Vào cuối triều đại nhà Thanh, có một lần Lý Hồng Chương tới Nam Kinh để giải quyết công việc. Khi đi ngang qua quê nhà, ông liền ghé thăm và bái kiến ân sư Từ Tử Linh. Vừa đến phủ ân sư, lính canh nhìn thấy Lý Hồng Chương mặc quan phục, khí thế cao quý bất phàm liền vội vàng chạy đi bẩm báo. Lý Hồng Chương nhanh chóng ngăn lại và bảo người thị vệ này hoãn báo cáo và nhờ thị vệ mượn giúp một bộ quần áo bình thường. Người ngoài nhìn vào thấy khó hiểu tự hỏi, tại sao ông lại không thể mặc bộ quan phục này? Lý Hồng Chương cho biết, mặc quan phục gặp ân sư sẽ hiển lộ ra thân phận cao quý của ta. Điều này khiến ân sư không thoải mái và cảm thấy áp lực. Mặc trang phục bình thường mới khiến ân sư thấy thoải mái và không có rào cản trong tâm. Kỳ thực, một người thật sự khiêm tốn, thì cho dù đạt được thành quả phi thường thì họ vẫn không ngừng tu dưỡng và nâng cao bản thân. Ngồi ở vị trí cao mà tâm không cuồng vọng, không chỉ biết suy nghĩ cho mình mà còn biết nghĩ cho người khiến mọi người cảm nhận được sự ấm áp. Họ dựa vào sự can đảm, sự hiểu biết ý chí kiên cường của mình để thực hiện mọi việc. Ban đầu mọi việc có thể không suôn sẻ như ý, nhưng về sau do đức tính khiêm tốn mà sẽ nhận được sự trợ giúp của mọi người và cuối cùng sẽ có được thành công, hưởng được nhiều phúc báo. Trong thực tế, không ít người có tính tự đại. Họ rất thích khoe khoang và chỉ sợ rằng người khác không biết đến tài cán của họ. Thế nhưng họ chẳng khác nào thùng rỗng kêu to, bên trong không tài cán chút nào cả. Ngược lại, những người có kiến thức và biết cách cư xử sẽ không bao giờ thể hiện mình. Nếu một người thật sự có tài năng, người khác sẽ tự nhận ra điều đó mà chẳng cần phải phô trương hay làm gì thêm cả. Bên cạnh khiêm tốn đó chính là khoan dung. Khoan dung có nghĩa là độ lượng, không những là độ lượng với người mà còn cả với vật và lời nói. Trong giao tiếp giữa các cá nhân, lòng khoan dung là một chất bôi trơn thiết yếu. Người quân tử chân chính cũng chẳng khác nào như ngọc và sắt. Họ có tấm lòng khoan dung độ lượng có thể tiếp nhận trăm sông, nhưng tấm lòng ấy lại luôn giữ được sự kiên định thủy chung mà không bao giờ lệch phương hướng mà bản thân đã chọn sẵn. Nội tâm chính là thứ chi phối con người. Người mà có nội tâm khoan dung và tính cách khoáng đạt dù ở trong hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi cũng đều có thể điềm tĩnh, an nhiên. Con đường nhân sinh của họ càng đi sẽ càng trở nên rộng mở, làm việc gì cũng thuận lợi và thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều. Vậy nên, khiêm nhường và bao dung chính là đặc điểm của những người có phúc khí lớn và rất đáng để mọi người học tập theo. Đặc điểm thứ ba là thái độ đoan chính. Luận ngữ của Khổng Tử có câu, quân tử thiếu thái độ đoan chính thì không uy nghiêm, học cũng không củng cố được kết quả. Người không trang nghiêm thì phù phiếm, không có uy, cẩu thả, không giữ được tâm mình. Quả thật, một người mà không học cho mình thái độ đoan chính thì sẽ chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Phong thái thì thiếu nghiêm túc, lời nói không có trọng lượng, làm gì cũng cầu thả thì làm sao tạo được thiện cảm và niềm tin của những người xung quanh. Ngược lại, một người luôn đoan chính đàng hoàng sẽ tự tạo ra uy nghiêm cho chính mình. Người uy nghiêm thì sẽ không tùy tiện làm càn mà luôn suy nghĩ sâu sắc và sẽ không bao giờ khinh suất khi xử lý mọi việc. Ngoài ra họ cũng rất trọng trong lời nói của mình và sẽ không tùy ý buông lời ác khẩu làm tổn thương người khác. Cũng bởi vậy mà những người xung quanh cũng tự sinh ra cảm giác nể trọng họ nên họ làm việc gì cũng suôn sẻ và dễ có được thành công. Thế nhưng đoan chính, trang nghiêm không phải cứ cố thể hiện là được. Nó phải xuất phát từ bên trong. Nó phải là kết quả của cả một quá trình cố gắng và tu dưỡng bản thân. Chứ không phải là ngày một ngày hai mà có được. Cũng bởi vậy mà Lữ Khôn, một nhà tư tưởng lớn trong triều đại nhà Minh, đã từng so sánh rằng đoan chính và trang nghiêm là phẩm chất hạng nhất. Anh tài và xuất chúng là phẩm chất hạng 2, thông minh và tranh luận là phẩm chất hạng 3, tức là những người thông minh, giỏi ăn nói chẳng qua cũng chỉ xếp hạng 3 hạng 4, anh hùng hào kiệt thì được xếp hạng 2, còn những người có phẩm cách đoan chính là mấy nhân vật hạng nhất. Tuy rằng đó chỉ là thiên kiến của Lữ Khôn nhưng chúng ta cũng nhận ra được rằng thái độ đoan chính, trang nghiêm chính là một trong những phẩm chất không thể thiếu để tạo nên thành công trong cuộc đời mỗi con người. Đặc điểm thứ tư là có nguyên tắc và lối sống rõ ràng. Có người nói rằng, nguyên tắc là nền móng của thành sự. Quả thật khi làm bất kể một việc gì đó mà chúng ta không có đường lối hay nguyên tắc rõ ràng, làm một cách tùy tiện thì rất khó đạt được thành tựu. Trong công việc, nếu như chúng ta có quy tắc, có đường lối, kế hoạch rõ ràng thì ta sẽ giữ được trạng thái bình tĩnh và sáng suốt trong mọi tình huống, bất kể thuận lợi hay khó khăn.
Ngược lại khi làm mọi việc từ đầu đến cuối mà chẳng có đầu đuôi gì cả, bạ đâu làm đấy thì rất khó để thành công, hoặc nếu có thì cũng chỉ là may mắn tức thời, không bền vững được. Làm người cũng vậy, nhất định phải có nguyên tắc và lối sống đúng đắn cho riêng mình và dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng phải giữ vững nguyên tắc ấy. Không làm những việc trái với lương tri thì ắt cũng có ngày được hưởng phúc. Có câu chuyện thế này, gia đình cô Lý thuộc diện có thu nhập thấp, cô bị bệnh nặng, chồng cô cũng bị bệnh nặng và không thể làm những công việc nặng nhọc trong nhiều năm liền. Hai vợ chồng sống dựa vào một sạp hàng rộng hơn 1 mét vuông, bán trứng, đồ khô, mì và những loại thức ăn khác. Từ sáng sớm đến tối mịt, cực khổ cả ngày cũng chỉ thu được chưa đến 100.000. Con họ cũng vừa tốt nghiệp đại học, ở trong nhà chờ tìm việc. Một ngày nọ, cô Lý thu dọn sạp hàng sớm hơn mọi ngày thì nhặt được một ví tiền ở cách sạp hàng nhà mình không xa. Mở ví thì thấy trong đó có vài triệu tiền mặt, thẻ ngân hàng và cả chứng minh thư nữa. Cô nhanh chóng tìm cách liên lạc với chủ nhân của chiếc ví. Người mất nhận lại được chiếc ví, biết được gia cảnh nghèo khó của cô Lý, ngay lập tức tặng cô một ít tiền để cảm ơn, nhưng cô nhất định từ chối. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, có đáng gì đâu. Hơn nữa, nếu muốn tiền của anh, vậy thì tôi còn tìm anh trả ví làm gì? Vì thế số tiền này tôi không cần đâu. Cầm tiền của cậu, tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mình. Những câu nói giản đơn này cũng đủ đến khiến người mất ví cảm động. Mọi người ai cũng rất thán phục cô Lý. Cô sống trong một hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn bảo vệ nguyên tắc của mình. Hành động này đáng được người khác tán dương. Mạnh Tử từng nói, ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi đầu không ngại với người. Nếu ai mà cũng làm được như cô Lý thì sẽ chẳng bao giờ phải thẹn với lương tâm của chính mình, và cũng chẳng bao giờ phải ngại ngùng trước mặt người khác dù cho cô có nghèo đói thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng, nhìn nhận một người có vận mệnh tốt hay xấu không đơn thuần là xem người đó làm được bao nhiêu chuyện tốt mà, còn cần phải xem họ có giữ vững được nguyên tắc và có làm những chuyện thẹn với lương tri của mình hay không. Một người đang ở trên đỉnh cao, có tiền tài địa vị thì việc giữ vững nguyên tắc có lẽ là vì danh dự, nhưng một người ở tầng đáy mà vẫn giữ vững được nguyên tắc sống thì đó chính là lương thiện chân chính. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc, vận mệnh trong tương lai ắt sẽ có lúc thay đổi. Quý vị thân mến, qua những chia sẻ của trên đây mong rằng quý vị và các bạn đã nhận ra được đâu là những phẩm chất cao quý của con người để tu dưỡng và hoàn thiện bản thân hơn. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Nếu thấy hay, mời quý vị ủng hộ bằng cách bấm like và đăng ký kênh để đội ngũ chúng tôi có động lực tạo ra nhiều video giá trị khác đến quý vị. Cuối cùng, Ngẫm Nhân Tâm xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.